Hello, chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Mèo Cắt Thì ngày xưa chỉ có một cái video gần nhất là Thành có chia sẻ cái hình ảnh của Thành lên trên YouTube. Thành làm một cái bài nhạc, nhạc để chia sẻ đó, cuối năm, như cuối năm chưa có. Hầu như tất cả mọi người chưa biết gì về Thành, chưa biết gì về Mèo Custom. Hôm nay Thành dọn phòng ha, Thành thấy là một cái cây sáo như này cũng lâu lắm rồi, cũng khá là lâu. Ngày xưa cũng là một cái sở thích của Thành, nhưng mà kiểu như giờ mình nhìn lại nha, giờ mình nhìn lại cái gì cũng không làm cho tới nơi tới chốn, kể cả việc cái sở thích thổi sáo như này, cũng có thể là những cái chủ đề về khoán, tất cả mọi thứ thì nó mang yếu tố là nhất thời, nhất thời. Không hiểu sao hôm nay Thành cũng khá là tâm trạng, Thành cũng khá là tâm trạng. Nếu mà trong cái lĩnh vực chứng khoán á, thì nếu được chia sẻ, nếu được chia sẻ dưới góc độ cá nhân của Thành, thì Thành dựa trên những cái kinh nghiệm của Thành từng đã đầu tư chứng khoán, đã đầu cơ đầu tư, đã mua bán và đã có tìm hiểu trong đó. Mà ngày xưa Thành còn tính là đi làm bên mà môi giới chứng khoán là gì bạn, môi giới chứng khoán. Thì nếu mà được có một cái lời khuyên nào đó cho những anh chị hoặc là những người bạn của Thành trên kênh YouTube này, thì Thành khuyên sẽ có lời khuyên như này là mình sẽ đầu tư giá trị ha, mình sẽ đầu tư giá trị, mình sẽ đầu tư dài hạn, mình sẽ đầu tư dài hạn để mình ăn được cái phần thứ nhất là phần chênh lệch giá. Cái đó thì nó rất là cái phần mày gọi là ăn được cái phần chênh lệch giá. Cái đó cũng tùy thuộc vào nhiều thứ thôi, thị trường, công ty tốt xấu. Nhưng mà về có thì mình có cái lựa chọn thứ hai, đó là ăn cổ tức, và mình gộp luôn hai cái đó, mình có là hai một cái lựa chọn thứ ba là đầu tư để có hai cái phần đó. Đấy. Thì về cơ bản á, cái mà Thành làm video thì dựa trên những một vài tiêu chí như sau. Về phân tích cơ bản á, thì trước mắt ha, thì Thành sẽ nhìn cái doanh thu của nó. Đấy, doanh thu, những yếu tố về cơ bản như là doanh thu, có một công ty tốt ha thì nó phải bán buôn bán sản phẩm. Mình phải xem thử đó là về cơ bản là anh phải chọn được cái công ty, nó xem đó là nó về mặt nó là công ty về dây chuyền sản xuất hay là kinh doanh bất động sản hay gì, để có những cái lĩnh vực phù hợp để mình đầu tư. Thì là hình nói về một cái công ty mà buôn bán đi như Vinamilk chẳng hạn, như Vinamilk thì doanh thu hàng năm nó phải có mức cái tăng trưởng nhất định để mình đánh giá được nó có ổn định không. Đó là về về mặt doanh thu, giá vốn ha. Doanh thu là cái mà mình bán ra, sau khi mình trừ tất cả cái giá vốn thì mình được tất cả giá vốn, cái tất cả các chi phí thì mình sẽ được cái lợi nhuận ròng. Thì Thành thường thường Thành sẽ tập trung vào ba cái đó: doanh thu, giá vốn và lợi nhuận ròng, và xem thử cái thị phần mà bên công ty á, sắp tới cái hướng phát triển mình xem thử nó có ổn định và hợp lý không. Ví dụ bên như Vinamilk đi, thì nó đã lớn mạnh rồi, nó nằm trong top lớn mạnh đó. Nên là đối với những công ty mà như vậy á, thì việc ăn cổ tức á, nó cũng rất là ổn định anh chị ạ. Đó, mình có thể xem xét như vậy. Còn chắc chắn là còn về cái việc mà phát triển rộng ra nữa thì nó cũng ở trong nước á, thì nó rất là khó, tại vì nó cũng chiếm cái tỷ trọng nó rất là lớn rồi, top luôn á.
Thì còn việc nó phát triển được nữa thì nó phải mở rộng ra thị trường ở châu Á, ra thế giới. Đó. Đó là về phân tích cơ bản. Thì nói chung là mình sẽ tập trung vô những yếu tố về doanh thu, lợi nhuận và cái định hướng sắp, được phát cái mục tiêu định hướng sắp tới của công ty đó như nào. Có thể là ban lãnh đạo nó tất cả mọi thứ. Rồi về phần cổ tức ha, rồi cái tình hoạt động này. Nói chung là về cơ bản thì thường thường Thành sẽ đánh giá dựa trên một vài cái yếu tố cơ bản trước, rồi sau đó mình sẽ đọc báo cáo tài chính sau. Một người tay ngang như Thành ha, thì cùng tìm hiểu theo kiểu tay ngang như vậy. Còn về khi mình đã xác định được cái công ty đó tốt xấu cho vào tầm ngắm, rồi cái phân tích kỹ thuật á, thì mình sẽ xác định xem như là mình sẽ mua bán như thế nào và ở điểm nào, mua bán như nào và ở điểm nào. Ví dụ mình có thể xem, mình tìm hiểu về phân tích kỹ thuật, mình có thể biết được là trend trend nó đang lên ha, về bản chất là thị trường này, cái mã đó này trend đang lên, sóng đang là cái sóng đi lên, nó trong một quá trình nó đi lên thì nó sẽ hồi lại những cái vùng thấp ha, vùng thấp là cái vùng hỗ trợ kháng cự, và nó sẽ có, mình nếu mà mình biết về Fibonacci ha, nó sẽ hồi lại những cái điểm như 38.2, 50, 61 đó để mình canh, mình mua bán hợp lý. Rồi là những cụm nến đảo chiều, đó là bên phân tích kỹ thuật đó. Thì Thành Thành cũng biết là cũng chỉ ở mức độ đó thôi, mức độ đó thôi, nó cũng rất là ở mức độ đơn giản ha, ở mức độ đơn giản này thì vậy thôi. Trò chuyện với anh chị một tí xíu về cái kênh YouTube một tí xíu vậy thôi đấy. Còn khi mà mình đã nghiên cứu mà nào kiện mà tốt xấu gì đó thì mình đánh giá, thứ nhất là cái hồi này Thành nó đánh giá đó là mình đánh giá về bản chất của công ty đó. Thứ hai, mình có thể là trong vài công ty giống như là thử về sửa đi, mình có thể lượt liệt kê hai ba công ty top dẫn đầu. Top dẫn đầu mình đánh giá xem doanh thu nó có khác nhau không, lợi nhuận nó khác nhau không, và cái số lượng cổ phiếu nó đa chênh lệch như nào rồi. Tại vì ứng với một cái mức độ cơ sở, mức độ cổ phiếu này, thị phần thị trường này, thì và lợi nhuận này thì nó cũng đã khác nhau. Lợi nhuận nhiều nhưng mà cái khối lượng cổ phiếu nó bị phân hóa thì chứng tỏ nó cũng không có được tốt lắm đấy, nó cũng không được tốt tốt lắm. Ok. Thôi, cho chúng anh chị một tí xíu vậy ha.